Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Em chào mừng bà con đến với kênh Chăm Sóc Đức Thắng đó bà con. Chiều nay là ngày 24 tây tháng 8. Em với Thừa với Nhịn lên tiếp tục cho anh em một ít máy với dầu dân ma NF. Nói chung là tụi em đụng con nào tụi em xào con đó cô chú, là tụi em không có kén con nào hết trơn. Dạ anh em như cô chú mình tham khảo nha. Còn chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cô chú ơi. Em lên cái này là lần đầu tiên là hai cái nè. Cái này là F100 hay 110 thôi. F100. Cái máy này hồi em nói rõ tình trạng cô chú mình đây nha. Cái này em lên lần này đâu đâu lần thứ 3, thứ 4 rồi nè. Rồi cái này là cái ATS 80. Giờ em sẽ quay chi tiết của cái ATS 80 này cho cô chú mình xem nha. Trước nhất đó là bộ lọc dầu là nguyên thủy đeo máy nè, bong bóng zin còn nè, chụp heo thì nó thiếu cô chú, bị cái cô chú nhìn ngốc của chụp heo nè, này là người ta đã lột lấy lâu rồi nó không còn nữa. Còn máy thì em bao zin cô chú nhìn các đứt nè, rất là đẹp luôn. Đem gì trên phòng cho nó cho tối cho con nhớ mẹ coi đó, cô chú nhìn rất là tuyệt vời luôn. Em hả? Cô cố gắng mà không nhớ nó khiêng đồ vô chúng bể à. Bể màn hình. Rồi bỏ. Hả? Không, cái đó cục đó là cục bấy á. Cục camera. Nó đã tới 10 mai chùi nó quá trời luôn coi chú ơi. Bên dưới nó gầy rất là dày luôn, bu li ba gảnh tắt ngốt. Còn số sẽ ghi của nó là 215 985 của chú, 215 985. Em thích nhất là ở chỗ nó ghi nguyên bản của chú, nó ghi nó dơ nhưng mà em thích nó cái chỗ mà độ ghi đó. Máy mình cần nhất là cái độ ghi với cái tiếng nó chắc. Còn cái máy nào em có đụng chạm bộ phận nào thì em sẽ báo cô chú liền à, để không có tới nơi rồi em không có chịu giấu giếm, là cô chú vô ngắm mua được thì ủng hộ em. Còn mắt thì mình coi nhìn xem chơi hụt dầu nha con trai ơi, hụt dầu con trai ơi. Hụt dầu thì cho nó rõ ràng cho nó dễ, cô chú nhìn đất này nguyên xi luôn á. Tụi em không có làm gì chân nhưng mà hên là nhờ về xả dầu nó chạy là cái hên của em á. Chứ lúc này không có thợ gì chứ. Chị Nghĩa. Lâu quá. Cháy luôn rồi. Gì cháy? Rồi ok, nó thấy nó xì bọt mép rồi. Nói hiểu tao nói tầm bay tầm ba tàu lao buôn cơ mà. Thiếu lượt cô chú cái này nữa em sẽ tặng cái lượt cho cô chú, rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình coi đi được. Thời gian nhưng hôm nay em nhìn mặt nửa cho nó gian quá nha. Máy chạy cô chú đấy như đạn không, máy ghi mà nó chạy vậy là ok luôn, nhưng mà có cái ống khói, em nhìn thấy cái ống khói này nhìn nó hơi tiếc tiếc, ống khói này nhìn nó hơi xấu. Máy chạy chưa ra miếng khối cô chú ơi, chạy đẹp luôn. Cô máy mà gặp những cái máy gì cô chú chạy nó mới sướng, thứ nhất là nó yên nguyên tỷ vậy đó, đừng ai gớ gì nó chân nó chạy ngon à. Máy này là tôi có tụi con ấy phải không, cái này cô chú tớp cô chú nhìn thấy khói bô là cô chú biết cái gì không, là bữa đầu tiên nhịn với Diễn á thì nó thiếu hơi, mấy em cháu nó là nó đổ nhớt chỗ đây nè, cái đầu nó quay chứ giờ xả dầu bọt cái gì thưa, hết dầu ăn gì em xả dầu bọt đi à, cô chú nhìn nó khó gì đấy, ngồi dần thừa xả dầu bọt em quay lại một lần đó cho cô chú mình nhìn nha. Bị tôi em ở gầy không có thợ rồi, mấy đứa cháu chuyển dưới nhịn cái nào mà lăn còn được đó là tụi em mở ra xử lý. À, rồi mồi nhớt đổ vô cái e á, quay nó bơm nó chạy luôn à.
Đồng bơm mà. Quá trời tập luôn. Quá im cô chú ơi. Rồi nhóm ra lên chút cho cô chú mình nhìn này. Không có biết gói luôn á. Rồi em cắt đi rồi. Rồi để em quay lại một lần nữa rồi em báo giá cô chú mình nha. Ngoại hình thì nó không được sạch nha cô chú. Bị cái này bữa về rồi tụi em xịt dầu thôi chứ không có rửa nước. Nên tình trạng là nó dơ với ibon như mấy anh em vậy đó. Nói chung là làm nghề này nó dơ lắm cô chú ơi. Chỉ có giấc tối mới sạch thôi. Rồi nó còn chưa chắc. Có ngày về tối quá tắm ba dồn qua xịt nữa. Đó, ngoại hình thì nó vậy đó. Còn rất là dơ nhưng mà được con cái là nó nguyên thủy. Em thích nhất là cái chỗ nguyên thủy của nó đó. Bóng đèn còn, trái đèn còn, nhưng mà bóng đèn em thấy nó giống nó đứt rồi, nó đen rồi. Còn số series của nó nè là 215985. Cái này em bán cô chú là 5.7, em bao ship cô chú 5.7. Máy này thiếu chụp heo. Rồi tiếp tục là con này con kỷ niệm buồn của em nè. Hôm nay em xả hàng cô chú. Cái máy này em lấy về là nó tình trạng là nó chạy nó bị rung ở trên bãi, người ta nó bị rung, người ta nghi là lộn nhông. Nhưng mà khi về dưới em thì thường thừa mở ra là nó rung dữ lắm, nhưng mà phát hiện là nó vẫn chạy nhưng mà nó bị thiếu cái cặp lưỡi búa của cây cốt á. Ai mở ra chế ác gì đó cô chú. Rồi bên em thừa nè là thợ chế nè là gắn cặp lưỡi búa của D10 mình vô á. Bây giờ nó vẫn chạy, nó ví dụ như ngày xưa là nó rung 10, bây giờ nó rung còn cỡ khoảng là 2-3 vậy cô chú. Để giờ em quay cho cô chú mới nhìn ha. Trước tiên nó là NF100, NF10 á. Bô lửa, bô e đầy đủ. Mà cái này nó là bét kim nữa nè. Cái máy này hổm gầy rất nhiều khách hỏi em luôn mà. Bữa hổm là em không có bán. Nói chung là thật sự cô chú là trả giá lỗ quá em không có bán. Rồi mà giờ nó nằm lâu quá, bữa nay quyết định là xả luôn cô chú. Kết nước thì bên em bao. Giờ em mở thùng dầu ra cho anh coi nè. Đó, thùng dầu nó gì đây. Nắp hông nó gì nè. Cô chú nhớ lưu ý là bên em có mở ra cái nắp hông. Gắn cặp lưỡi búa có D10 vô. Mà đâu có mở nắp flap hết rồi. Không mở nắp flap. Cô chú nhớ lưu ý ha. Khi về bên em là không có mở nắp flap. Còn cái này thì em nhìn nó xét nè. Nói chung là chỗ này em quay cho cô chú nhìn nha. Còn riêng về phần về tới bên tiệm em là bên em hoàn toàn không có đụng chạm bên đây. Đó. Bu ly thì hai gánh nó mẻ hết gánh này. Rồi giờ em nhờ thừa test hàng cho cô chú mình nhìn ha. NF10 bét kim. Giờ bên em đang gắn cái lưỡi búa của D10 á. Quay là không có nào đè nó nổi, không đè được luôn.
cô chú có đầu viên cô chú gắn nha, còn không có đầu viên cô chú chạy ok luôn á. Nhưng mà bị bên em có đụng bộ phận đó thì em báo cô chú nha. Cái hiện tại là thấy chạy rất ok. Rồi em xin báo giá cô chú luôn ha. Báo giá là lỗ một khúc luôn cô chú. Cái này không giấu gì cô chú là em lấy vô là 9,2 triệu. Mà bây giờ em bán cô chú là 8,5 triệu em bao ship. Cô chú muốn giữ nguyên cái gì, bộ lưu búa gì em thấy nó chạy cũng rất là ổn nè. Mà cô chú nếu mà có cái máy giống gì, cô chú gắn vô, gắn cặp lưu búa vô là cái máy này chạy tuyệt vời luôn. Bữa nay em bán cô chú là 8,5 triệu em bao ship cô chú. Bán là lỗ một khúc luôn á. Bị cái này bên em còn phải chi phí đóng chân nền và chi phí vận chuyển, nó tốn rất nhiều thứ. Tốn vừa chi phí vận chuyển là thùng mốp, rồi nói chung mình phải bảo quản khi mà gửi lên cho cô chú. Giá hôm nay em bán cô chú là 8,5 triệu em bao ship cô chú. Máy thì em bao kết nước nè. Tính hết lỗ 1,2 triệu. Rồi lỗ cả khoảng 1,5 triệu. Cái máy này em lỗ cả khoảng 1,5 triệu. Tại vì đi, bữa không có rất nhiều người trả em cái giá này mà em không bán, lúc đó là em không có bán. Mà bữa nay em hết tiền rồi, bữa nay em bán cu ly nó mẻ miếng này cô chú. Đúng rồi, thùng mốp băng keo nó ra đủ thứ hết. Cái này cô chú về bơm nước mà có cái vuông nào chừng có khoảng 25-30 công mà cô chú xài như ý luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây cô chú. Em cảm ơn anh em cũng như cô chú rất nhiều. Cảm ơn mấy đứa con nha. Trai đẹp này nhìn lỗ mũi nó khoái quá cô chú ơi. Rồi cảm ơn anh Danh Thường, anh Thừa. Rồi chào cô chú.